mình đang ví dụ mình đang muốn cái chỗ bắt đầu vào bài nó sẽ là một cái âm vực hoặc một cái hợp âm hoặc một cái hòa thanh gì đó mình đang muốn đưa vào bài 7, 9 gì tùy mình, thì mình tạo ra mình đánh trước. Rồi ví dụ như đây là la thứ, mình sẽ bao cái này lại, mình sẽ chọn cái region này, xong mình sẽ bấm là Ctrl B. Cái chỗ này ví dụ mình sẽ đặt tên là vẫn là giữ là piano, nhưng mà mình sẽ để đằng trước là reverse, rồi reverse piano, enter. Nó sẽ tự động bao cái sau này ra một cái chắc audio nghe, vẫn là cái tiếng đó, không có gì thay đổi nha. Đây giờ mình sẽ đảo ngược âm thanh, reverse, đảo ngược âm thanh lại. Chức năng của Logic nó sẽ có chức năng này, mọi người nhìn này, bên cái cột information của nó sẽ có một cái chức năng more này. Rồi thử bấm vào, mình nhớ chọn cái region này nhá, chọn vào, xong rồi thấy có chữ reverse này, bấm vô, hãy đảo ngược lại không? Đúng, nghe đi. Rồi xong bắt đầu mình sẽ nghe được coi nó là gì. Ê, cái gì mày hay à?